trung tâm cây giống Tam Đảo. Xin chào bà con, ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho bà con một cái phương pháp để hỗ trợ chữa bệnh cho cái cây đàn hương. Nếu mà bà con gặp cái trường hợp là bị chết ngược hay còn gọi là bị lấm, thì thường bà con biết là cái cây đàn hương nó rễ của nó là bộ rễ bán ký sinh thường rất yếu, thường phải sống nhờ và bám và quấn vào rễ những cây khác để hút chất dinh dưỡng. Cho nên là khi bà con trồng về thì chúng ta cần lưu ý những cái vấn đề như nào. Thì khi mà bà con mà gặp cái tình trạng như là chết ngược là do mua phải những cái trung tâm cây giống không uy tín á, mà bị lấm á, thì bà con nên sử dụng cái những cái thuốc mà có hàm lượng macozet cao để đảm bảo là trồng chúng ta tưới bón vào để trị lấm cho cây. Ví dụ như chúng ta mua cái thuốc Lidomingol đấy, để hòa vào 40 lít nước để chúng ta hòa đều và phun tưới vào gốc cho cây, và kết hợp là chúng ta đắp đất vun gốc cho cây thành gốc mu rùa để bảo đảm cho cái cây nó thoát nước tốt đấy, và phòng trừ sâu bệnh. Thì cứ cách 5 ngày chúng ta tưới một lần, thì khoảng độ 3 lần chúng ta tưới là cây sẽ khỏi bệnh. Nếu bà con mà gặp những tình trạng chết ngược, đây là cái cách chữa bệnh cho những cây đàn hương. Nếu mà gặp trường hợp mà lấm nhiều đó, thì bà con nhìn đây chúng tôi đang nhân giống và phát triển rất nhiều cây giống đàn hương. Những cây này đều phát triển rất đồng đều. Có những cây chúng tôi, những cây này bên này là chúng tôi gieo trước và nó đang cao từ 40-50 cm, còn bên này nó thấp hơn. Bà con có nhu cầu mua cây giống đàn hương xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình. Những cây đàn hương này rất là tốt. Hoặc trực tiếp bà con có thể add vào Zalo để hỗ trợ tốt nhất về kỹ thuật. Những cái cây đàn hương như thế này thì bà con nên nhớ áp dụng những cái thuốc mà chúng tôi đã lưu tên ở trên màn hình. Bà con ra hiệu thuốc thực vật hỏi mua cái lô thuốc gọi là Lidomingol. Đấy, Lidomingol ấy, gôn cái từ gôn trong từ vàng của tiếng Anh ấy. Lidomingol này hòa mới 40 lít nước trên một gói nha bà con nhé. Để chúng ta hòa vào chúng ta tưới phun cả lá cả gốc cho cây. Đấy, những cái cành nào mà nó bị lấm, bà con phát hiện ra nó chết ngược ấy, thì bà con cắt đi. Đấy là những cái cây to. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây giống Tam Đảo.